Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn loại Flycam giá rẻ, thời gian chơi lâu, camera sắc LED, thuận tiện cho việc quay phim, chụp ảnh và cách lắp đặt. Mọi người hãy đồng hành cùng mình trong vài tập video nha. Như mọi người và các bạn cũng đã biết, ở trên thị trường của Việt Nam mình có rất là nhiều loại Flycam. Loại Flycam có thời gian chơi lâu, loại Flycam có thời gian chơi nhanh, nó phụ thuộc vào dung lượng pin, kèm theo đó là giá thành cũng khác nhau. Nhưng theo tìm hiểu của mình ấy, để đáp ứng được các tiêu chí trên ấy, thì Flycam LF609 này thì nó sẽ đáp ứng được ok tất cả cho mọi người. Hiện nay trên thị trường có hai loại Flycam, đó chính là loại có camera và loại không có camera. Ở đây của mình là loại có camera. Camera của Flycam LF609 cũng bao gồm hai loại. Một loại đó chính là ở đây là 0,3 megapixel và một loại 2 megapixel. Ở đây của mình là loại 2 megapixel. Đây là chiếc Flycam LF609. Nó là sử dụng nó là dạng cánh gập. Đấy, các bạn mở ra nghe cạch cái là được. Đấy. Đây chính là camera của Flycam LF609. Còn đây chính là viên pin. Pin của Flycam LF609 ở trên thị trường hiện nay cũng có rất là nhiều loại. Theo mình được biết, đó chính là từ loại 650mAh, 750mAh, 850mAh và đến 1800mAh. Đây của mình là viên pin 1800mAh. Còn đây là bộ điều khiển từ xa của Flycam. Bộ điều khiển từ xa này của Flycam nó sử dụng, đây là 3 viên pin 1,5V. Ở đây mọi người và các bạn cũng có thể sử dụng pin là sử dụng một lần hoặc pin xài lại được. Mình khuyên các bạn là sử dụng loại pin xài lại được để tiết kiệm về kinh tế. Còn đây là các phụ kiện đi kèm theo Flycam, đó chính là hai cánh dự phòng. Hai cánh này lắp khi phải khi là các cánh của Flycam này nó bị gãy. Đây là tô vít để thay cánh. Đây là cáp sạc USB, dạng đỡ cổng USB để sạc cho viên pin của Flycam. Cổng đây các bạn có thể cổng vào cái cục kết nối điện thoại của các bạn, tức là cái adapter đó, sạc điện thoại hoặc là pin sạc dự, cục sạc dự phòng của các bạn đều được cả. Còn đây là 4 vòng bảo vệ cánh của Flycam. Đây, lắp vào đây các bạn nhé, để nó bảo vệ cánh. Còn đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng này bao gồm hai loại ngôn ngữ, một loại ngôn ngữ là tiếng Trung Quốc và một loại ngôn ngữ đó chính là bằng tiếng Anh. Và một tờ tiếp theo đó chính là một tờ QR code. Cái này để các bạn quét mã số mã vạch cho điện thoại để kết nối với Flycam. Và đây các chức năng của Flycam. Như vậy phần 1 là phần hướng dẫn. Phần 1 là phần mở hộp Flycam. Mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp các bạn ở phần 2 của mình.
đó chính là cách lắp đặt, giá thành và thông tin nhiều hơn thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại của mình hoặc là địa chỉ của mình ở dưới đây. Đây là số điện thoại của mình và đây địa chỉ nhà của mình, đây địa chỉ shop của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình. Hẹn gặp các bạn ở phần 2 của lắp đặt Flycam.